Giải golf Long Thành Championship 2018 với sự góp mặt của hơn 300 golfer trải qua 2 ngày tranh tài kịch tính và quyết liệt đã kết thúc trong niềm vui hân hoan từ những người tham dự. Các golfer đã thi đấu đầy công hiến cùng những pha bóng cuốn hút và lôi cuốn người xem. Bên cạnh đó phải kể đến sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức và sự nhiệt huyết của golfer đã giúp cho giải đấu kết thúc thành công tốt đẹp. Sau 2 ngày thi đấu, ngôi vị cao nhất đã tìm được chủ nhân cụ thể như sau. Betgroup nam thuộc về golfer Cho Hun Yun, Betgroup nữ thuộc về golfer Nguyễn Tố Uyên và lần lượt giải nhất các bảng. Bảng A thuộc về golfer Kim Dong Kim, bảng B thuộc về golfer Park Hun Bi và bảng C thuộc về golfer Nguyễn Hữu Đức, bảng nữ thuộc về golfer Lim Yong Buk, Callaway thuộc về Chan Chi Hoan và bảng khách mời thuộc về Hoàng Thanh Tân. Giải đấu đã khép lại với nhiều cảm xúc khi các hội viên trong câu lạc bộ golf Long Thành cũng như các khách mời đã có những trải nghiệm đầy thú vị. Hơn thế nữa, sự kiện lần này là nơi để giao lưu chia sẻ gắn kết tình đoàn kết hữu nghị giữa các golfer Việt Nam và Hàn Quốc. Trong buổi lễ trao giải, ban tổ chức gửi đến những lời tri ân sâu sắc tới golfer tham gia và các nhà tài trợ đã hỗ trợ đóng góp trong thành công của giải nói riêng và tạo được tiếng vang trong cộng đồng golf nói chung.